sao mà thấy nhỏ này nó nấu bún bò hoài vậy ta? Thì tại nấu dễ như là mình nấu canh vậy đó, nên mình mới nấu hoài. Không chỉ có nấu bún bò dễ đâu nha, mà mình nấu phở, nướng thịt được đủ thứ kiểu hết trơn á. Mua nguyên hộp gia vị nấu ướp của DH Food này là mình thấy tiện lắm. Để sẵn trong nhà, khi cần thì mình dùng liền. Có vài chục ngàn thôi mà làm được đa dạng quá trời món. Nấu bún bò thì chỉ cần bỏ gia vị vào túi rút lại là xong. Thịt thì mình lấy nạm, gân, giò, xương, mọi thứ một ít, cái nào đó mà mình thấy thích là được rồi. Sau đó đem đi luộc sơ với gừng sả, rồi mình bỏ vào nấu thôi. Có gói ớt bột đi kèm nữa, mình cho vào thì nước dùng sẽ đẹp hơn á. The the thôi à, chứ cũng không có cay. Mình nêm vào xíu mắm ruốc, nước mắm, đường phèn đồ nè. Nước thì mình cho vào 2 lít như ghi trong hướng dẫn. Mình nấu bằng nồi áp suất cho khỏi canh, còn không thì nấu trên bếp bình thường cũng được. Nấu xong thì nêm nếm lại xíu nè. Vậy là coi như xong rồi đó, bày ra và mình ăn thôi. Nước dùng thì thơm, trong mà vị đậm đà lắm. Mình không có chê là ngoài quán bán mắc, nhưng mà nấu nhà thì được cái là chất lượng, thịt thà được nhiều hơn. Vắt vô xíu chanh nè, chấm miếng tương có xíu sa tế cay cay nữa là ta nói ngon. Mà nhớ là phải nêm mắm ruốc vào thì mới ra vị bún bò nha. Lúc ăn thì mình cho thêm hành tây sắc lát nữa, mình cũng có luôn nhưng mà quên bỏ vào mất rồi.